Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học. Và bài học hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về bài 26, đó chính là chấp nhận và học tập. Thì như các bạn cũng đã biết rằng là bài trước chúng ta đã học về các quy tắc rồi. Thì với bài này chúng ta sẽ học về cách chấp nhận sự thật và học tập từ những cái sai đó. Thật ra là trên con đường học tập của chúng ta luôn mắc phải những cái khó khăn, hay là những cái rào cản, hay là những cái việc mà các bạn tiếp nhận sai thông tin, tiếp nhận sai thông điệp của Oracle, hoặc là bản thân bạn vẫn chưa biết cách giải bài sao cho hợp lý, không biết cách kết hợp những lá bài lại với nhau. Thì thật ra đối với mình thì cái việc này rất là bình thường, nói chung là một việc đương nhiên vậy. Các bạn mới nhập môn, các bạn sẽ không bao giờ các bạn thành công được ngay lúc đó liền. Các bạn còn phải trải qua rất là nhiều thời gian, tại vì kinh nghiệm tích lũy từ thời gian nè, tích lũy từ những cái gì đã trải qua và cái nhìn nhận của bạn về vấn đề đó nữa. Và sau đó bạn còn phải học tập ra để có thể biết được rằng đó là bản thân mình sai cái gì và đúng cái gì. Khi mà mới bắt đầu cái gì á, chúng ta luôn gặp những cái trường hợp này, vậy nên đó rất là bình thường ha. Nhưng cuối cùng á, cái vấn đề cốt lõi nhất là bạn có nhận ra được là mình sai hay không, hay là bạn có chấp nhận được nó không, và bạn chấp nhận nó như thế nào. Thật ra một số bạn thường hay nói với mình là khi mới nhập môn á, thì các bạn rất muốn bỏ cuộc, tại các bạn nói là Oracle quá khó, hay là Oracle không tác dụng với họ. Thì mình mới nói vậy thôi, khi mà các bạn muốn bỏ cuộc á, các bạn nên nhìn lại cái điểm bắt đầu của mình. Các bạn đã bắt đầu từ đâu? Các bạn thích cái môn này hay không? Và các bạn đã bắt đầu nó như thế nào? Các bạn cứ nhìn nhận lại thôi. Các bạn cứ mình ngẫm nghĩ lại và suy nghĩ lại coi là bản thân mình có thật sự thích môn này hay không. Các bạn hãy nghĩ lại là bản thân mình đã từng cố gắng vì cái gì. Và đừng bao giờ nghĩ đến cái việc bỏ cuộc quá sớm. Nếu như thật sự nó không hợp với bạn, thì một lúc nào đó vũ trụ cũng sẽ gửi cho bạn một cái thông điệp đó. Nhưng mà thật ra nếu như các bạn đi được tới đây rồi, thì các bạn không nên bỏ cuộc, các bạn cứ ráng tiếp tục đi. Tại vì khó khăn thì ai mà chả gặp, đúng không nào? Và hồi xưa mình rất là thích một cái câu, có một người anh họ đã chỉ cho mình rằng là họ nói là người sai là cái người mà luôn nghĩ là mình đúng và luôn đổ thừa hoàn cảnh và không chịu nhìn ra được cái sai đó luôn. Và người đúng là cái người biết cái mình sai và sẽ chấp nhận sửa sai. Thì câu này mình thấy rất là hay và nó rất là hợp lý. Tại vì như thế này nè, người sai á, lúc nào họ cũng không bao giờ họ nghĩ là họ sai hết. Họ cứ nghĩ là ừ, tao đúng, chỉ có thế giới này là sai thôi. Trong khi bản thân họ, họ không nhìn là họ sai chỗ nào. Sửa sai á, bằng cách là chúng ta phải nhận ra được cái lỗi lầm đó và chúng ta sẽ biết cách sửa nó. Và cái sửa này nè, chúng ta phải phụ thuộc vào thời gian và công sức của chúng ta nữa. Ví dụ như là các bạn muốn sửa cái lỗi lầm đó, các bạn muốn sửa về cái việc là các bạn không đọc được thông điệp Oracle, thì vậy các bạn cần làm là gì nào? Giống như là các bạn sẽ học nhiều hơn, đọc sách trong Oracle nhiều hơn. Hay là các bạn giải bài, các bạn có thể rút bài cho mỗi tuần, mỗi tháng như mà mình đã chỉ. Đó, thì các bạn cứ làm những cái việc đó mỗi ngày hay là mỗi tuần, thì làm gì mà các bạn không biết dùng bộ bài đó được, tại vì các bạn tiếp xúc với nó quá nhiều. Thì cái đó là cách sửa sai của các bạn. Các bạn không bao giờ sợ là mình phải bỏ cuộc hay là mình chán nản gì hết. Các bạn cứ tiếp tục làm. Tại vì nếu như thật sự các bạn thích, các bạn đam mê, thì không có cái gì là không thể hết. Và chắc chắn là vũ trụ cũng sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng và cũng sẽ không bao giờ phụ lòng bạn hết. Và sau đó khi các bạn sửa sai rồi, các bạn cũng phải nhìn nhận được cái vị trí của bạn trong cuộc sống này. Biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng. Chúng ta ở đâu, chúng ta phải chấp nhận chúng ta đang ở mức đó. Ví dụ như các bạn mới xem được bài Oracle ở mức số 1, thì các bạn vẫn đang chấp nhận là mình vẫn đang ở mức số 1 thôi. Sau đó các bạn sẽ từ từ lên và sẽ lên mức số 2. Và sau đó các bạn lên được một cái mức cao nhất là mức số 3 luôn, thì cái đó là quá tuyệt vời rồi. Đúng không? Chúng ta phải từ tốn nè, kiên nhẫn và chấp nhận làm lại từ đầu nếu mà có khó khăn. Và chúng ta không sợ gì hết. Và chắc chắn ở bản thân bạn là phải có sự tự tin. Tự tin là bản thân mình làm được, không được rụt rè và cũng không được nghe những ý kiến xuyên tạc là bạn không hợp. Bạn cứ tin là mình hợp thôi. Và bạn phải tự tin là mình chinh phục được. Và quan trọng nhất là các bạn phải hiểu bản thân mình cần nghe gì, làm gì và thay đổi điều gì để bản thân mình tốt hơn. Và đó cũng chính là cái mục đích mà Oracle đem lại cho chúng ta. Vậy nên chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta phải biết bản thân mình đang ở đâu và phải chấp nhận sửa sai nếu như cái đó là cái sai thật của chúng ta. Vì không ai trách một kẻ mà không biết học tập. Chúng ta chỉ trách những người mà không cố gắng thôi. Chúng ta chỉ trách những cái con người mà họ luôn đổ thừa số phận là do số phận không ủng hộ họ, nhưng thật ra bản thân họ chả có cái gì cố gắng hết.
Vậy nên chúng ta hãy tập cái bản tính này ngay từ những ngày đầu tiên để chúng ta có thể tiếp cận Oracle sâu hơn và chinh phục được nó. Bài học chúng ta đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi.